Hello, chào tất cả các anh em, mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ giới thiệu bên em lô cục đẩy ngon, bổ và rẻ mà Nhật vừa mới vào hàng anh em à. Đây là những cục đẩy đến từ thương hiệu của Yosu. Bà sẽ có tên model là AB300. Đây là một trong những cái đời mà nó là rất là cao của Yosu anh em à. Trong khoảng một tuần trước thì Nhật cũng có về một lô cục đẩy, thì nó chỉ có duy nhất một con này thôi anh em à. Lúc đó thì Nhật bán và nói là hết hàng rất là nhanh. Và lúc đó rất là nhiều anh em đã đặt hàng Nhật. Thì mãi đến tận hôm nay Nhật mới tiếp tục về thêm được để phục vụ cho anh em. Đây là một cục đẩy mà phải nói là có khả năng khuếch đại âm thanh và nó là kinh khủng khiếp. Nói chung những dòng sản phẩm của Yosu về khả năng mà đánh loa khủng và chất âm chi tiết và bùng nổ của dòng sản phẩm này thì Nhật đánh giá rất là cao. Trong khoảng tầm giá là dưới 5 triệu đồng thì không có cục đẩy nào hơn được cục đẩy này nha anh em. Giá của sản phẩm này vẫn là siêu rẻ anh em ạ, chỉ với 2.900.000 đồng. Và anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và con này như anh em mà thấy thì nó sẽ có mặt là bóng gương màu đen nha anh em. Có rất là nhiều anh em mà muốn mua những dòng đẩy của Yosu mà trước kia thì Nhật có dòng mà 70 với 80 thôi thì nó sẽ có màu trắng anh em à. Rất là nhiều anh em thì muốn mua mà nó đồng bộ với sản phẩm của anh em là nguyên một dàn màu đen chẳng hạn, thì đây là sự lựa chọn phải nói là cực kỳ tốt dành cho tất cả anh em luôn. Phía trước cái mặt của sản phẩm thì nó sẽ có hai cái volume, một là nút để điều chỉnh về volume, một là nút để điều chỉnh về ba lăng, và nó sẽ đặt ở chính giữa nha anh em, nên rất là thuận tiện để cho anh em để mà điều chỉnh và thiết kế đối xứng thì nó nhìn nó cũng sẽ rất là đẹp nha anh em. Đây, mà anh em cùng xem qua về mặt sau sản phẩm luôn. Đây là tem sản phẩm nha anh em. Đây tem nhãn chữ nghĩa sản phẩm mà phải nói là rất là mới nha em ạ. Đây những con hàng mà mình tuyển chọn rất là kỹ nên về hình thức hay là tất cả thì anh em cứ yên tâm để về chất lượng. Con này đây tên Yosu, model AB300. Con này là hàng Made in Japan nha anh em. Đây Made in Japan. Công suất của sản phẩm là 62W. Nhưng mà nói chung với những dòng sản phẩm này thì mình không bao giờ quan tâm đến công suất nha mà. Vì con này nó sẽ trang bị những công nghệ và nó là cực kỳ tuyệt vời ở bên trong. Và những anh em mà nào mà chơi Yosu anh em mới biết được những dòng này nó đánh mạnh chất âm của nó hay như thế nào anh em à. Và đây dây điện của sản phẩm nha anh em. Đây anh em thấy là dây điện sản phẩm là rất là to và dày nha mà. Rất là đặc ruột của anh em. Nó làm chất lượng hơn rất là nhiều so với những cái dòng sản phẩm mà của tàu anh em. Nhưng một sản phẩm của tàu thì không thể nào mà làm cái dây điện mà nó to, nó chắc như thế này được anh em à. Nói chung trong phân khúc giá rẻ thì con này phải nói là vô đối rồi anh em à. Dạ, phải nói là lâu cũng mời Nhật mới về thêm được những dòng sản phẩm mà nó xịt sò như thế này của anh em. Giá thì quá rẻ, 2.900.000. Anh em mua thêm cái van khoảng 2 triệu thôi, ghép vô karaoke thì phải nói bét nhà. Chơi với những cặp loa khủng con này chơi đánh rất là tốt. Anh em chơi 2 cặp 3 tấc này đánh rất ok. Loa lớn loa nhỏ con này đều trị được rất là tốt cho anh em. Còn cục đẩy nữa mà Nhật vừa mới vào hàng hôm nay luôn, nhưng mà đây cục đẩy thì nói chung thì cũng khá là quen thuộc với tất cả các anh em rồi. Đó là cục đẩy USC model USA850. Con này là hàng Nhật vừa mới vào luôn và hình thức của nó còn mới trên 95% nha anh em. Thiết kế với dòng mà USC mình đánh giá cũng rất là cao vì nó là hàng mà chính hãng của Mỹ. Và công suất của nó thì những dòng USA thì anh em thấy là công suất của nó thì sẽ bằng cái số này luôn nha anh em, 850. Cấu hình của con này chạy tổng cộng là 16 sợi sắt. Nói chung những dòng này Nhật bán mà nó cực kỳ nhiều anh em à. Nói chung về chất âm của này thì anh em không cần phải lăn tăn luôn. Chơi loa lớn cỡ nào này đánh cũng rất là tốt. Và đây là hai sản phẩm mà hôm nay Nhật mang đến cho anh em. Đây cục đẩy Yosu giá chỉ với 2.900.000 đồng. Và cục đẩy USC 850 thì sẽ có giá 6.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua anh em liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo
để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Nói chung bây giờ cũng phải gần Tết rồi anh em à. Nếu anh em muốn mua thì anh em hãy tranh thủ mua liền ngay bây giờ để Nhật kịp ship hàng. Vì gần đến Tết rồi thì nhà xe phải nói là vận chuyển rất là nhiều, nên đơn hàng sẽ đến tay với anh em có thể lâu hơn, hoặc thậm chí có thể là nó sẽ không kịp đến tay anh em để mà chơi Tết. Nên anh em hãy tranh thủ mà mua. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em đã dành nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nếu anh em thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Auto nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới.